chuột thua chắc. Tập này chuột thua chắc. Trời ơi, lớn rồi mà cứ coi phim hoạt hình hoài là sao hả? Vui lắm. Anh, em có chuyện này cứ hỏi anh nè. Gì? Nhà mình á, vợ chồng mình cứ cho nó ăn thịt ăn cá hoài. Riết bây giờ nó không đủ sức khỏe, nó không có nhiều chất trong cơ thể, nó không phát triển, nó không... Ý em là sao? Là ý em á, là nó ăn thịt ăn cá hoài không tốt cho sức khỏe của nó, bây giờ nó bị bệnh á. Thì bây giờ ăn thịt ăn cá nhiều quá không tốt đúng không? Đúng. Dư chất đúng không? Dạ đúng. Cho nó ăn rau. Quá dễ luôn á, không có gì dễ hơn á. Đúng rồi, nói thì rất là dễ nhưng mà làm rất là khó. Tại vì con mình nó đã quen ăn thịt ăn cá rồi, nó không chịu ăn rau, em ép nó cũng không ăn. Thì bây giờ dễ lắm, bây giờ nó không muốn ăn rau đúng không? Ờ. Em lấy rau á, em trộn chung với thịt cá cho nó ăn. Đúng rồi hả? Đó. Ủa mà vẫn có thịt cá mà anh. Là nó vẫn ăn thịt ăn cá luôn á. Quên. Chứ nó đâu có ăn rau. Quên. À. Không, mà nói chung vấn đề này nhỏ lắm. Đừng có lo. Để chồng em tính. Là có cách đó hả? Từ trước tới bây giờ em có thấy điều gì làm khó được chồng em không? Chào chị Gia Minh. Sau một khoảng thời gian thương lượng mà anh chị vẫn không ăn rau đó, nên tụi tôi đã quyết định đưa ra một đề nghị cực kỳ hấp dẫn. Đó là nếu như mà anh chị chịu ăn rau thì ngày mai này tụi tôi sẽ dắt anh chị đi chơi công viên nước. Yeah, ngon quá. Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ đồng ý. Vậy thì rau đi, rau đi, rau đi, rau đi, rau, rau. Ăn rau đi con, ăn rau đi. Một miếng xin đó. Ừ đúng rồi, một miếng cũng được, một miếng cũng được. Ăn đi, ăn đi, ăn nhiều rau đi cho con. Hai đối thủ trên lầu, cứ để anh lo. Giỏi quá, gì nói cách em nghe đi mà. Không nói đâu, không nói đâu. Nói đi mà, nói đi mà, đi mà, đi mà. Không nói đâu mà, không nói đâu mà. Nói đi mà, đi mà. Không. Đi mà. Không. Nhảy, 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 nhảy. Nói không? Đừng có đánh. Trời ơi, thôi, thôi, thôi. Đừng có đánh, không có nói đâu. Nói không? Không. Nói. Không. Không. Bây giờ mình nói thẳng với nhau nha. Ba muốn con ăn rau. Con nói dối. Con là con gái. Con gái nói có là không. Con gái nó không là có. Con muốn ăn rau đúng không? Ăn một miếng ba thương con. Con đang bệnh mà ăn một miếng rau vô cho con chó nghe lời ba, ba thương mà. Đừng làm ba mất mặt với mẹ. Nghe không? Ăn. Ủa bên này đối tác là sao vậy? Ủa bình thường giờ tôi dễ quá, bây giờ là không sợ đúng không? Bây giờ không ăn đúng không? Ăn không? Ăn! Không ăn bà đánh à? Sao vậy? Sao vậy con hả? Sao vậy? Rồi không ăn rau. Mồi chài từ trưa đến giờ không chịu ăn một miếng rau. Đó thấy bực chưa? Không? Thấy chưa, thấy chưa? Em nói đâu có dễ đâu. Giờ không ăn ha, giờ anh tính sao vậy? Mệt quá. Ăn đi. Rồi mẹ ơi, tay chân khóa hết rồi, mẹ cho con uống nước nha. Rồi hai cha con giỏi lắm, bắt đầu nha. Rồi má má ngoan đi con. Ôi nè con, miếng miếng thôi, miếng thôi, một miếng thôi nè Gia Minh. Một miếng thôi uống thuốc mới hết bệnh được Gia Minh nè, một miếng thôi uống thuốc mới hết bệnh được. Trời ơi, thuốc còn không uống thì làm sao hết bệnh được hả? Thuốc tại sao không uống? Tại sao không uống? Thuốc có gì đâu mà không uống. Tại sao con không uống thuốc? Thuốc này mà đắng cái gì nè. Đắng lắm nghe em, đắng lắm nghe em, đắng lắm nghe em. Anh uống hết thuốc của con rồi. Đắng quá, đắng quá, đắng quá, đắng quá. Đắng quá. Đắng quá. Thiệt tình luôn á. Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Stick Couple nhé.